Hùng Rô Kiêu Ngạo. Thưa giáo sư, con lợn và con heo có khác nhau không ạ? Dĩ nhiên là khác rồi. Con lợn sinh ra ở miền Bắc và ăn ngô, còn con heo sinh ra ở miền Nam và ăn bắp. Đó là điểm khác biệt rất cơ bản. Còn nữa không ạ? Còn chứ. Da con lợn thì làm bánh da lợn, còn da con heo thì không. Ngược lại, tai con heo thì làm bánh lỗ tai heo, còn tai con lợn thì không làm bánh được. Con heo thì biết bơi, có thể xuống dưới nước sống nên gọi là cá heo. Còn lợn thì không biết bơi, vì vậy ta chả tìm thấy con nào gọi là cá lợn. Ồ, hay quá, em không nghĩ rằng lại có nhiều điểm khác biệt giữa lợn và heo như thế. Chưa hết đâu. Con lợn thì đóng phim thiếu nhi, phim hiệp sĩ lợn. Còn con heo thì đóng phim người lớn, phim con heo.